Em Hả? Sao? Ây cha! Đứng ở dưới đây nhìn thấy Pansu. đây Cái... dạ. À, gì vậy? Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Jenny. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng với lại núm Gumball. Nghe giọng con Vi bé bé lô lắm. Thì vừa giới thiệu xong thì skin của nấm là skin một con cá. Tôi không biết là con cá có lưỡi á mà. Cá hú. Hôm nay vừa ăn canh chua cá hú xong. Thấy cái lưỡi động đậy được ba. Cái miệng động đậy được luôn á. Mọi người nhìn kỹ coi cái lưỡi động đậy. Tôi là cướp biển mà tôi ăn cá để sống á mà. Rồi skin con Vi là gì vậy? Skin con Vi. Ơi skin con Vi là con gà. À không, nó cưỡi gà không phải, quên. Em có thể giới thiệu về skin em con Vi. Cái gì? Skin Nhật Bản. Cô gái Nhật Bản hả? Cái này em tự thiết kế hay sao? Này cô gái Nhật Bản ở trên này. Mua mình được chọn màu không ta? Mua mình được chọn màu không ta? Với cái áo kim á trời, rồi chọn màu thôi. À, ok, xin phết. Xin phết. Chỉ có điều không giống Vi ngoài đời lắm. Này thon quá. Không giống lắm. Thon là thon, uống đủ nần. Đúng lắm. Ú. Ê, trời, tí nữa lụm được rồi. Chỗ ai cũng có đôi xịn. Mình đấm tay không mà chung gì. Tòm đi. Hả? Rồi, ok, đang nhìn nè. Gì vậy? Làm gì? Ủa trời. Ủa gì? Làm gì à? Ghê chưa. Ủa là mất tiêu à? Ủa teleport ghê à? Ủa nó teleport được luôn. Đừng. Mày sử dụng kiếm á. Teo hơi teo thôi. Mẹ qua đây hù cái. Sao? Bé tí teo à. Trời, con dao găm hả? Trời má. Giống như dao găm hả? Hợp với tôi á. Ok, cái cây này hợp với tôi. Đây. Tốc độ. Ê, thử. Ủa, chém nhau được hả? Whee! Không chém được. Thử. Ây da! Ow! Trời má ơi, sao còn 65 máu? Thôi Vi ơi, thôi. Dạ. Ê, thử Vi thử cầm cái cưa cây coi. Coi nó có nhanh hơn không? Nấm thử cầm nè. Ủa vậy đó hả? Hay quá ơi chị. Chả bù cho mình cầm luôn. Như không có vậy. Đó, tôi đập nè. Rồi mọi người coi mình đập nè. Như không có gì vậy. Vi ơi, cho mượn cái cưa Vi ơi. Cái cưa có thể sử dụng rồi. Cưa chỉ để khoe, để khè thôi. Cưa Vi chỉ để khè thôi mọi người à. Tí chờ bây giờ tí lấy ăn cây. Ờ ha, cũng quên, anh quên. Ừ, có lý. Tô gà. Lô. Á, á. Ơ. Ủa sao nó con gái mà nó bạo lực quá vậy? Không nuôi gà, không tính nuôi gà. Bạo lực quá. Gái bạo lực quá. Hay lắm. Đâu? Biến thái. Đâu, em đâu? Em nói em có nhiều gì? Thì bị sai lắm. Tấm một chứ nè. Cái gì? Má. Lông đung đưa. Cái gì hơ? Nhìn kỳ quá. Anh có không? Không có. Đâu có. Nhìn nó cười con. Lông ngực. Đây có con heo rồi Jenny. Hả? Ok. Ở con gà để chim nè. Con gà mà bá này phải con heo đó. Ủa. Ồ. Gà con. Gì ơi con gà con gì? Này nhìn giống quá chứ ốp la quá. Ủa gì đang xài. Chôn gì mới được. Gì đang AFK mọi người ơi. Gì đang AFK. Đâu đây hả? Tôi tưởng gì núp. Gì đang AFK này. AFK nè. AFK. Mình làm cái này cái giếng ở trên đi. Mình sẵn làm cái giếng đi. Ủa cái giếng hả? Cái giếng rồi sao mà làm nhà? Lấy nước đổ vô. Tí sao làm nhà bây giờ làm nhà cạnh giếng ok. Thì trong khi nấm là cái giếng thì có một cái tấm cám ở dưới. Con bóng.
Từ đây chúng ta sẽ gọi Lucy là con bóng. Ở đâu ông làm giường đi. Làm giường hả? Lên vứt ra chưa? Ok. Lóc rồi. Giường làm con gà có lóc rồi. Là sao? Làm con làm có một bờ lóc rồi, còn bên kia tới ba lóc nữa. À, có lóc qua than thôi. À, có lóc len thôi cái gì? À, làm giường có vậy làm giường cần mấy cái que nữa coi. Làm chân á. Ủa, con Lucy nó vẫn ở đó mọi người. À, sáng lên, trời ơi, ba đây nhanh. Ê, nó vẫn còn dí kìa. Què, què, què. Ao, 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 ao. Ây da, ây da. Còn đó, còn đó đó. Sao còn nó, đó đó. Sao nó không bắn Lucy? Ném, còn ném nè. Sao nó không bắn Lucy, nó bắn mình nhỉ? Ô, chu cha cái này không, ô, nhà tù, nhà tù. Cái thằng này cái tính ra cái này nếu mình nó là màu trắng là những cái tù luôn á. Ừ, cái nhà tù ước tiêu rồi kiểu chạy cái đại giam ngày xưa, mấy cái tù ngày xưa. Ôi trời ơi. Nè, chỉ cần đặt mấy cái lóc lên. Ờ, đó, chở chu vô. Vô đi. Nó là sao á. Đi lên. Ô trời trời ơi trời. Nữ sĩ bạo lực của ba. Cái bạo lực đúng không? Ừ, bộ lực quá. Ờ, nó xuống lại dưới cái giếng của nó. Ok. Ok, Lucy nó làm thịt nó luôn rồi kìa. Giếng Lucy ta. Ừ, kỳ ta. Kỳ ta, ủa gì kỳ vậy? Đánh nó đi. Đánh nó đi chứ. Ủa kỳ ta. Nó làm gì á, nó bị cái gì á. Ôi trời trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thôi tội nghiệp phải thôi. Trời tội nghiệp. Rồi. Hình đang đào cái giếng á. Lucy dưới đó có thể tắm ở dưới. Ok, đặt đây. Ui, cái gì? Cái gì vậy? Hết hồn ba. Ê con. Con kia con giáo lửa kìa. Bọn nó bảo con này là con bò. Ô ô chết rồi, chết con bò của tôi rồi. Ao. Ao chạy 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 chạy. Con này kỳ thị bò sao ba. Rồi coi Lucy mấy đứa. Trời nhà có máy rồi đó, quá tuyệt vời luôn. Có máy chưa, có máy chưa, máy vuông à. Ờ bây giờ mới có mà đúng không? Được nấm thuê nấm được hẳn, thuê hẳn nấm xây nhà mình cơ mẹ sướng. Xuống dưới đây. Ra đây, ra đây cậu ơi, ra đây, ra đây. Cái này sao á, thả xuống chung con gì coi. Xuống đây. Đây nè, đây nè, đây nè. Té xuống, té xuống, té xuống, té xuống. Té xuống, té xuống. Ủa. Ủa. Ủa ghê. Mẹ buồn ghê chứ. Tưởng nó hoành cái được. Ơ. Ê, nhà này của tao. Hồi đó mới chơi tôi tưởng này người ta giác, nhưng mà một nó bảo là một fan bảo là con này con bò. Chơi đi, chơi đi, chơi đi. Chơi dưới. Chơi dưới, dưới luôn đi, dưới từ kỹ dưới luôn đi. Đang làm cái gì á. Khó hiểu ghê. Ok, mình đang có tám này, mình sẽ làm này. Đó, đó, đó. Mình làm gì nữa ta. Mình nên để vậy luôn mọi người. Mọi người nghĩ mình nên để vậy luôn hay là mình. Nhà không đập nha. Ơ, sao nhà sắp đập nhà ơ. Vi nó tính đập nhà mình mọi người ơi. Mọi người có phải đối lại Vi không thì hãy để lại với phần bình luận nha. Trời ơi, Vi nó cứ trốn trong đó luôn hả. Kiểu cái hầm trú ẩn á, sợ bom rơi. Chính xác. Còn chính xác nữa. Từ từ, lâu thả đồ ăn xuống. Đồ ăn nè. Có nhiều đồ ăn lắm, em thả lên cho anh còn được mà. U ghê á. Tính ra giàu rồi mình luôn. Thả được không? Thêm lần nữa. Anh đang đứng đây rồi. Khỏi lên. Giờ sao? Anh chỉ có ba khối ớt. Mình ở dưới đây làm gì em? Anh đang đào kim cương. Tại tọt xuống dưới đây rồi. Bây giờ bị tọt xuống dưới đây rồi, giờ sao giờ? Hả? Sao? Ây cha, đứng ở dưới đây nhìn thấy Pan Su. Đến đây, đi đây, đi đây. Dạ. Vậy anh thấy quần lót ai đâu? Em cứ sao chứ anh là nhìn thấy quần lót ai? Ủa, lại có nhạc lại lên. Đi đây. Đây đi lên này. Thiếu thanh ngang phải không? Thiếu. Dạ. Cái gì thôi? Tù quá. Vì thử thách xây nhà dưới đất kìa, 24 giờ về sống ở trong nhà dưới đất. Là... anh cũng đâu biết đâu. Lên
lên lên lên lên lên lên đấy. Lên trên đi. Gì vậy? Cái gì đây? Cái gì đây? Uuuu 5 level. Uuuu 10 level. Ủa phải level không vậy? Sao cái ngôi sao này màu xanh dương ta? Ủa đúng rồi. Ủa tưởng bình thường ngôi sao màu vàng mà. Ủa ngôi sao màu vàng hay màu xanh dương mọi người ơi? Mình tưởng đó giờ là ngôi sao màu vàng chứ. Tưởng ngôi sao màu vàng chứ ta. Thế giới sao xanh rồi, sao xanh luôn rồi. À. Ủa nhớ chặt 4 khúc gỗ mà lụm về có 2 khúc à. Một khúc nó rớt nó mất tiêu rồi á. Trời. Nhìn giống robot mọi người thấy nó giống robot không, kiểu có hai con mắt rồi xong cái mồm à. Rồi siêu nhân điện quang á. Chứ không ai coi siêu nhân điện quang đâu, buồn quá. Này gì vậy? Ô nắm cho mình một cái gì nè. Pháo hoa nhỏ. U chu cha. Khai trương nhà, tân gia. Nhưng mà bắn pháo hoa buổi sáng thì hơi kỳ. Ô nó rớt xuống thiệt nè. Ủa lụm gì vậy? Có cái gì vậy? Ủa cái đó cái gì vậy? Kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Đi cái kinh nghiệm kìa. Vãi. Kinh nghiệm. Ủa đã vậy? Ủa bắn. Cho Vi hít miếng kìa, cho Vi hít miếng kìa. Nó mới cho Vi hít miếng. Rồi, chờ tí để cho Vi. Ờ giờ để okay. còn quả nè. Chờ tí để cho nấm làm nè. Để cho em hai cái thảm nè. Vi nó làm thảm đi. Đây nè. Ok. Ông nó quạnh nấm làm lên đầu em nó gấp. Đây nè. Hả? Bắn hết lên đầu Vi hả? Bắn cái này lên đầu quá. Đúng không? Hay là mình nhìn lên trời. Đây đúng không? Ok. Wee. Bùm. Ăn xài vậy? Ừ thì nó là ăn xài mà. Tùm lum tùm la à. Ờ rớt tè le. Rớt tè le chứ không có rớt nó không rớt cái vỏ Vi. Ok. Ở đây thêm một quả kìa. Hít. Lum nè. Hơi cổ hít. Woo, hôm nay tân gia nhà cho anh đi. Yeah. Yeah, ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Đáng lẽ ra phải có cái bảng ghi chữ nhà cho anh đi. Em có mấy cục hả? Nhà có 1 cục rồi. Ok, đây là chơi nhà của Jenny. Do nấm xây thôi mọi người, do nấm xây mình đã thuê nấm xây rồi. Ok, nếu bạn nào thích mình làm tiếp những video vậy thì hãy để lại dưới phần bình luận nha. Mà chỉ cần cách chơi ra thôi. Cái ổ của ông Vi Jenny. Đó, nhà của Lucy ở đây đó. Ở đây, thấy không, nhà của Lucy và Jenny. Đó. Ủa sao vẫn mất máu kìa. Ủa đùa. Kìa không ăn Jenny. Ủa hai cái giống nhau quá. Ủa à, hai miếng thịt nhìn giống nhau quá. Nhìn từ nhìn hai miếng thịt nó hơi giống nhau. Đó là chim bi á. Ok. Ở đó có hôm nay là có cái nhà của. Hôm nay có cái nhà của tôi với nhà của Lucy nè. Nhà Lucy đây. Đây nhà của Lucy. Chúng ta đã thấy đó. nhà ừ. Để Lucy nó trốn đó rồi, giờ thấy nhà này thành nhà của Lucy. 4 3 2 1. Ok. Trong đây ít mưa quá ha. Đáng lẽ mưa phải nhiều. Mưa lâu lắm á, mưa giống mưa đầu mùa á. Lâu lắm. Lâu lắm luôn á. Phải. Ok. Mưa lẫn lâu đâu quỷ vậy. Ok, nếu bạn nào thích video này đừng quên để lại cho mình một like, share video, nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để có thể đón nhận được những video mới nhất từ channel của Jenny nha. Và mình nếu bạn nào muốn mình làm thêm nhà đó. Mình làm thêm những video khác thì hãy để làm thêm những video với nấm với Vi thì hãy để lại phần bình luận luôn, vì bây giờ mình sẽ cùng review cái nhà và kết thúc video nhé. Ok. Ok, bây giờ xong rồi chúng ta cùng review nhà và kết thúc được video nào. Ok, nhà của nấm. Ủa, nhà của nấm xây bị thiếu mất cái mái, cho tí để nấm xây thêm. Chưa ngủ, chạy vô ngủ trước đã, ủa đu nhau mọi người. Không ngủ ban ngày. Cái nhà này gọi là nhà tù của Jenny đi, giống nhà tù hơn. Vi vô đây xem cái này là tù nè Vi. Ủa ngủ đây luôn hả? Ủa ông ngủ là ông sấp mặt xuống luôn không ba? Coi nấm ngủ nè Vi ơi, nó nằm sấp nè, nó nằm sấp chu đít lên nè. Yeah. hợp lý vậy đấy. Ok, nếu bạn thích video này đừng quên để lại channel của Jenny một like, share video và nhấn vào nút đăng ký và qua channel của nấm và Akumon channel của nấm và Lucy để đăng ký nha.
Đây là tôi là Lucy, nó trốn trong cái channel của Lucy đó, anh ta là cái lỗ cho lỗ đầu video giờ, nhưng mà ok, hãy cứ qua channel của bọn họ và đăng ký nhé. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.